Xin chào các bác và anh em nhé. Trong ngày hôm nay anh em chúng em xuống Bình Giang, Hải Dương, nhà anh Cường sẽ lắp bộ âm thanh loa B12. Anh em chúng em vừa đến nơi, hiện tại bây giờ là 10 giờ trưa, à 11 giờ. Nhà anh Cường đây nha các bác nhá. Bây giờ anh em chúng em sẽ hạ hàng vào trong và setup dàn âm thanh này. Mời các bác cùng theo dõi. Anh em chúng em đã chuyển hàng vào trong và bây giờ sẽ setup ở không gian phòng khách nhà anh Cường. Xong bộ dàn cho anh Cường ở Hải Dương, bộ dàn gồm một đôi loa B12, đẩy X22 Pro và một mic không dây 321 kèm theo một cơ sốc motor. Nếu chiều nay mưa hẹn thì bật lên, tắt đi, bật lên, tắt đi, bật lên, 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 b